Dạ, tôi thường cũng như thành những nghệ thuật vừa thường trội ta một cái. Nhưng kỳ hương hoa cũng hiện như phát nguyện của thương thơ này biến ảnh. Khắp người vương cũng nhiều tác giả Phật Tôn Pháp các tiền thắng cô biên trong quả trạc lợi cách làm vật sự. Tác giả Phật Pháp Tăng bảo kể thừa biến ảnh đề hiện hữu khắp nơi, vị trí môn hoa này, làm riêng các phát tánh, khổ hơn tất cả các quả Phật, cũng nhiều làm vật sự, dụng cụ cũng nhiều tất cả người phương lúc nào cũng có. Hôm nay con xin lên tất cả các hương hoa âm lạc vàng pha, bảo cả các văn xuất quý bản nguy diện vô số âm nhạc, ánh sáng, đèn đến ẩm thực y phục ngoại phụ thuốc mang cho đến tất cả những dụng cụ cũng nhiều trang nghiêm, tặng các người phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sanh phụng hiến cũng nhiều. Trong các thế giới bấm người tu cũng nhiều, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cũng nhiều, việc được dẫn dắt khiến họ tu cũng nhiều. Đại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước ở mỗi nơi có Phật Pháp Tăng để dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cũng dường cho tất cả Pháp Tăng sát thân xá lợi hình từ vùng đồ biến tác và tất cả các Phật sự của chư Phật cũng dường tất cả các tạng và nơi thiết pháp cũng dường tất cả hiền thánh tăng chúng nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cũng dường như thế nhằm dạt được thành tựu lực ba la mật thử vô lượng tâm hiểu sao tất cả pháp vốn tịch tỉnh không sanh không diệt một vị bình đẳng địa điểm thanh tịnh cứu cánh viên mãn cũng dường sanh tất cả cung kính khởi thỉnh tam bảo tiêu thiên nhắc tâm phụng tỉnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhắc tâm phụng tỉnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhắc tâm phụng tỉnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô tỳ bà thi đẳng quá khứ thất phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô tỳ bà thi đẳng quá khứ thất phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô tỳ bà thi đẳng quá khứ thất phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô phổ quang thập đẳng hữu thập tam phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô phổ quang thập đẳng hữu thập tam phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô phổ quang thập đẳng hữu thập tam phật tam phụng tỉnh nam mô nhất thiết tiêu phật sở hữu sắc tham xá lợi hình tượng phù đồ biến thác nhất thiết phật sự nhất tâm phụng tỉnh nam mô nhất thiết tiêu phật sở hữu sắc tham xá lợi hình tượng phù đồ biến thác nhất thiết phật sự nhất tâm phụng tỉnh nam mô nhất thiết tiêu phật sở hữu sắc tham xá lợi hình tượng phù đồ biến thác nhất thiết phật sự nhất tâm phụng tỉnh nam mô thập phương tam thế nhất thiết tiêu phật nhất tâm phụng tỉnh nam mô thập phương tam thế nhất thiết tiêu phật nhất tâm phụng tỉnh nam mô thập phương tam thế nhất thiết tiêu phật nhất tâm phụng tỉnh nam mô tiên sát thiện á nghiệp bá kinh vi diệu phát tạng nhất tâm phụng tỉnh nam mô tiên sát thiện á nghiệp bá kinh vi diệu phát tạng nhất tâm phụng tỉnh nam mô tiên sát thiện á nghiệp bá kinh vi diệu phát tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết phát tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết phát tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết phát tạng nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nhất tâm phụng thỉnh nam mô thập phương nhất thiết hiền thánh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô kiên tịnh tín bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô biến kiết bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô biến kiết bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô biến kiết bồ tát quán thế âm bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát nhất tâm phụng thỉnh nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát
nhất tâm phụng tỉnh phạm thế tấn hương tiên long bát bội tăng già nam đậu hội chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng nhất tâm phụng tỉnh phạm thế tấn hương tiên long bát bội tăng già nam nội hội chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng nhất tâm phụng tỉnh phạm thế tấn hương tiên long bát bội tăng già nam đậu hội chánh pháp giả nhất thiết thánh chúng duy nguyện đức thích ca từ phụ thất phật thế tôn bụi thập tam bảo tất cả các bậc giác của thao tâm đạo nhận thấy ngay vô ngại thành tâm tự tại quan tâm đạo tràng tổ chúng phong kiến thành thực tiến duy nguyện đức thích ca từ phụ thất phật thế tôn bụi thập tam bảo tất cả các bậc giác của thao tâm đạo nhận thấy ngay vô ngại thành tâm tự tại quan tâm đạo tràng tổ chúng phong kiến thành thực tiến duy nguyện đức thích ca từ phụ thất phật thế tôn bụi thập tam bảo tất cả các bậc giác của thao tâm đạo nhận thấy ngay vô ngại thành tâm tự tại quan tâm đạo tràng tổ chúng phong kiến thành thực tiến chính xác việc án việc bác tôn tinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng trang pháp tánh độ khắc hư không hiện hiện đào tạo nhân con cũng dường chính xác việc án việc bác tôn tinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng trang pháp tánh độ khắc hư không hiện hiện đào tạo nhân con cũng dường chính xác việc án việc bác tôn tinh tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng trang pháp tánh độ khắc hư không hiện hiện đào tạo nhân con cũng dường thiền định đến bồ tát biết kiếp bồ tát cùng có thể ăn bồ tát mười phương tất cả hiện thánh thông xã từ bi quan lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con thiền định tiến bồ tát biết kiếp bồ tát cùng có thể ăn bồ tát mười phương tất cả hiện thánh tâm xã từ bi quan lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con hiện tịnh tiến bồ tát biết kiếp bồ tát cùng có thể ăn bồ tát mười phương tất cả hiện thánh tâm xã từ bi quan lâm pháp tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con hiện tạm bồ tát ma ha tát đà bạc cứu tế đà bạc giải nhất đà bi tự luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi nhanh chóng kịp thời các kiến hạ tăng trưởng lòng tin hiểu sâu các đại từ đại bi không rời bụng niệm phóng đạo quan minh tròn đại giải thị cho con địa tạng bồ tát ba ha tát là bậc cứu thế là bậc giải thoát đại trí tuệ luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi nhanh chóng nhiệt đời các tiếng hạ tăng trưởng lòng tin hiểu sâu các đại từ đại bi không rời bổn nguyện phóng đại quang minh tròn đại sở nguyện cho con địa tạng bồ tát ba ha tát là bậc cứu thế là bậc giải thoát đại trí tuệ luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi nhanh chóng nhiệt đời các tiếng hạ tăng trưởng lòng tin hiểu sâu các đại từ đại bi không rời bổn nguyện phóng đại quang minh tròn đại sở nguyện cho con hộ pháp thiên lâm già lan chân thể truyền thuận đời tỉnh của con liệu vẫn đạt ràng năng tác ma chứng tỷ hiện kiếp từng kiếp sở tu của con tự tạo thành tựu hộ pháp thiên lâm già lan chân thể truyền thuận đời tỉnh của con liệu vẫn đạt ràng năng tác ma chứng tỷ hiện kiếp từng kiếp sở tu của con tự tạo thành tựu hộ pháp thiên lâm già lan chân thể truyền thuận đời tỉnh của con liệu vẫn đạt ràng năng tác ma chứng tỷ hiện kiếp từng kiếp sở tu của con tự tạo thành tựu tán đệ tăng bảo con ngay trong biển tám biến chi ăn đất tâm thập vô biên rồi thoát các tụ tình tâm hoan hỷ kính để từng tu vô lượng phước nay được lễ thế tôn nguyện trong vô lượng kiếp từng tu pháp cũng dường một nhắc tâm đảnh để quát tối tỳ bà thi cập nhắc tâm đảnh để thi vi cập nhắc tâm đảnh để từ xá phụ phật nhất tâm đảnh để cao lưu tôn phật nhất tâm đảnh để cao na hàm mâu liên phật nhất tâm đảnh để ca diếp phật nhất tâm đảnh để bổn sư thích ca mâu ni phật nhất tâm đảnh để phổ quang phật nhất tâm đảnh để phổ minh phật nhất tâm đảnh để phổ tịnh phật nhất tâm đảnh để đa ma đa bạc chi đà hư phật nhất tâm đảnh để chuyên đàn đơn phật nhất tâm đảnh để ma lương tràng phật nhất tâm đảnh để hoàng hỷ tạ ma viên bảo tích phật nhất tâm đảnh để nhắc thức thế gian nhạc kiến thượng đạo trong tánh phật nhất tâm đảnh để ma đi dàn đang quan phật nhất tâm đảnh để hệ tự chí phật
hết toàn lệnh để hạ giác quan mình phải. Nhất tâm đảnh để kim cang la từ Bồ Tát Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh để đại từ thân tán giảm mạnh Phật. Nhất tâm đảnh để đại đi quang Phật. Nhất tâm đảnh để từ lực quang Phật. Nhất tâm đảnh để từ dạng Phật. Nhất tâm đảnh để chuyên đàn thuốc trang nghiêm thắng Phật. Nhất tâm đảnh để hiện thị thủ Phật. Nhất tâm đảnh để thiện ý Phật. Nhất tâm đảnh để quảng trang nguyên vương Phật. Nhất tâm đảnh để kim hoa quang Phật. Nhất tâm đảnh để bảo phá chiếu không tự tạo được vương Phật. Nhất tâm đảnh để thư không bảo hoa quang Phật. Nhất tâm đảnh để lưu ly trang nghiêm vương Phật. Nhất tâm đảnh để phổ hiện sắc thân quang Phật. Nhất tâm đảnh để bát đảnh trí quang Phật. Tâm đảnh để hàng phục chúng ma vương Phật. Nhất tâm đảnh để tà quang minh Phật. Nhất tâm đảnh để trí hệ thắng Phật. Nhất tâm đảnh để di lạc tiên quang Phật. Tâm đảnh để hiện thực việc anh diệu trong trí vương Phật. Nhất tâm đảnh để thế tịnh vương Phật. Nhất tâm đảnh để lâm chủng thượng tôn vương Phật. Nhất tâm đảnh để nhập diệu vương Phật. Tâm đảnh để nhập được trang quan Phật. Nhất tâm đảnh để hệ tràng thắng vương Phật. Nhất tâm đảnh để sư tử thắng tự tại được vương Phật. Nhất tâm đảnh để hiệu anh thắng Phật. Nhất tâm đảnh để thường quan trọng Phật. Nhất tâm đảnh để quan thế đăng Phật. Nhất tâm đảnh để hội ai đăng vương Phật. Nhất tâm đảnh để thác thắng vương Phật. Nhất tâm đảnh để tôn di quang Phật. Nhất tâm đảnh để tô ma na hoa quang Phật. Nhất tâm đảnh để ưu đầm bác la hoa thù thắng phương Phật.
nhắc tâm cảnh để đại nguyện được luôn Phật. Nhắc tâm cảnh để ai xuất tiền hoan hỷ quan Phật. Nhắc tâm cảnh để vô lượng âm thanh quan Phật. Nhắc tâm cảnh để tài quan Phật. Nhắc tâm cảnh để kim hải quan Phật. Nhất tâm cảnh để sơn hải hệ tự tại tham quân Phật. Nhất tâm cảnh để đại tham quân Phật. Nhất tâm cảnh để nhắc thiết pháp càng mãn quân Phật. Nhất tâm cảnh để đa phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để đa phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để đa phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để tay nam phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để tay phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để tay bắc phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để bắt phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để đang bắt phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để hạ phương nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để thượng thừa nhất thiết kiệt Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng vô lượng biết pháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm cảnh để thập phương tam giới nhất thiết kiệt Phật. Nhất tâm cảnh để thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm cảnh để thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm cảnh để thập phương nhất thiết pháp tạng. Nhất tâm cảnh để chính xác thì ái nghiệp báo trên quy nghiệp pháp tạng. Nhất tâm cảnh để thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm cảnh để thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm cảnh để thập phương nhất thiết hiền thánh. Nhất tâm cảnh để thiền tịnh tướng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm cảnh để biến kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm cảnh để Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm cảnh để Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm cảnh để Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôn và chúng sanh từ vô thủy đến hai đường vị tội lạc của ba nghiệp sáu căn lành biến ngại nên không thấy được chư Phật, không biết sự tôn trọng của vị xuất thế sanh tử thuộc thế sanh tử, không biết đáo đến vi diệu. Mặc dù nay đã biết nhân do con cùng chúng sanh đều bị tất cả tội nạn làm biến ngại, giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát chư Phật đặng vì chúng sanh mà nguyện nạp sám hối vì nguyện gia hộ biến cho con và chúng sanh tội chúng tiêu diệt. Đặng vì tất cả chúng sanh hết pháp giới nguyện đoạn trừ ba kiến vi mạt sám hối.
con còn chúng sanh từ vô thủy đến ma gia tam á kiến chấp, một trăm lòng si tính ngã nhân, hai ngoài lại thêm bạc sáu, ba không giúp tùy thị các việc thiện của người, bốn vị thị có ba nghiệp tạo ra nhiều khẩu tướng, năm việc tây không động như ác tâm lan tràn, sáu ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, bảy chay gián lỗi làm không muốn người biết, tám không sợ quả báo tâm ác đạo, chín không có chút hổ thẹn, mười không đón hỏi nhân quả. Vì thế ngày nay một tiên sau nhân quả, hai sanh làm hổ thẹn, ba sanh tâm kiếp sợ ác đạo, bốn phát lừa sám hối, năm đoạn tâm tương tục, sáu phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, bảy tinh tâm sạch tám ba nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tám tự hiểu thần thánh được chút thiện nhỏ, chín niệm mười phương chư Phật có đại đức thể có thể tướng tập cho con cùng tất cả chúng sanh. Từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ vũ tam đất, vừa từ vô tỷ đến nay không biết tánh của pháp, pháp vốn không tịch nên tạo quá nhiều tội ác, nay biết không tịch không vì chúng sanh cầu đạo bồ đề, động tu các điều thiện đoạn tất cả điều ác, đi nghiệm hết tại tam bảo, địa tạng bồ tát từ biên diệt thọ ngay con sánh hối. Người tử con tây trung tự trì duy pháp đem nhất thành minh chỉ tâm sáng tối con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh nhất thập phẩm giới đồng thể thiên phật, nhưng do vô minh si ăn không tập nhân duyên nên hiện ra cảnh giới hư vọng biến chúng con sanh trong trước các nước ác ta và của ta không tập đến ác pháp sáu tâm ba nghiệp tạo nhiều cậu trướng tập ác ngũ nghịch động đang thân giá chứng thể chứng tịnh chứng tư giới cảm chẳng đến luân hồi vô ải mãi không có ngày ra khỏi, dẫn như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chứng hoặc bị gọi ma ngoại mang quá nhiễm hoặc gặp tập khí không đủ trợ duyên tỉnh tứ tâm thần, nay gặp địa tạng bồ tát ma ha tháp nếu nói lời an ủi bởi đáng nay đang mê hoặc một tại âu lo tâm tạng con cầu ai sám hối nhiên người và phương trên đạt từ câu chính trị hội hiện nay con sám hối không tạo lại nữa nghiệp con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng từ việc từ vô lượng kiếp đến nay tập tác tới tập ngũ nghịch liên đạo thị bán tam bảo tội nát diễn đề tội tánh như vậy vốn là không thịt nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo chẳng thực sự phóng định muốn tiên là chấn đắc nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được bụng tâm vĩnh viễn diệt từ tổ tâm sáng cố song vi mạng đệ tam đã phát hiến tỉnh nguyện đệ tử con tây trung tự trì duyên pháp danh đắc thành minh chỉ tâm tiến tỉnh nguyện hết thảy bồ tát trong mười phương nếu chưa thành chánh giác nguyện mau thành chánh giác nếu đã thành chánh giác nguyện thường trú tại thế kỷ thánh pháp luôn không nhập thiết bàn quý tẩy song vi mạng đệ tam đã phát đầy hỷ niệm đệ tử con tây trung thực thiện duyên pháp danh nhất hạnh minh chí tâm hủy hỷ nguyện con và tất cả chúng sanh xả bỏ tất cả vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các quả nước trong ba đời thể đề tùy hỷ xong quy nạp đệ tăng đã phát nguyện hồ hướng đệ tử con tây trung thực thiện duyên pháp danh nhất hạnh minh chí tâm hồ hướng nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh đồng hướng để cập thế giới thành niết bàn hồ hướng xong quy nạp đệ tăng đã phát nguyện thêm vài ban thọ tỉnh thức sinh địa danh hiệu để con đệ tử tên chương trình thủy trị dương pháp danh đất thạnh minh chí tâm phát nguyện nguyện mười phương tam bảo điện tạng từ con chương sót hộ trì hữu và cũng thế kiến thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn các pháp lưu trong tất cả đều sanh tỉnh tiến không gặp các tiếng này vĩnh viễn đoạn trừ ba đạo và tà tê gà trí con và chúng sanh mau chóng diệt trừ động tội diệt đời xa liền sầu bi khổ não cuộc sống sung túc tăng tụ giới căn gốc cáo tăng tịnh hai loại quán đạo ứng hiện hiện tiền tam bụi tổng tùy thẳng trong phương tiện ý nhiếp lục độ tất cả đề viên thành điểm hộ tự tâm nhắc tập cảnh giới bỏ tăng quả thế giới này sanh tại phật tiền đối diện bi đà thân cảnh duy thật phật điều phật cầu ký trở lại trần lao khổ độ buồn mê đà quy mặt tạng các nguyện xong quy mặt đệ tăng bảo tự quy y phật xin nguyện chúng sanh thể theo đại đạo phát lòng vô thượng tự quy y pháp xin nguyện chúng sanh thấu trọn chân tạng trí hệ như biển tự quy y tăng xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng hết thải vô hại